Xin chào tất cả mọi người Lần trước trong video mà giới thiệu con 1 2 la mã thì bác có đề cập tới con 3 số 9 la mã của Boston Audio rồi Và đây là một cái con âm ly karaoke cao cấp nhất của uh, Bottom Audio ha Thì bác sẽ làm một video so sánh uh, sơ bộ về cái chất âm cũng giống như là những cái nội ngoại thất ở phía bên trong Để mọi người khi mà phát sinh nhu cầu sử dụng uh, âm thanh karaoke gia đình á Mình dễ dàng lựa chọn và lựa chọn đúng được cái sản phẩm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của mình ha đó. Đầu tiên thì Bách vẫn sẽ quay về cái phần hình thức để mọi người tham khảo tham khảo sơ qua ha. Ở đây thì có mũ nắp lưng Bách đã tháo sẵn ra ở đây rồi và nắp lưng cũng rất là ok không có bất kỳ một cái dấu hiệu móp méo hay là bị bong tóc sơn gì cả. Về phần gương mặt thì mình có thể nhìn tổng quan đây là mũ gương mặt gần như là tuyệt đối không có bất kỳ một cái điểm gì để mình che chất về mặt hình thức ha. Thêm một cái điểm đặc biệt ở trên cái dòng 3 số 9 la mã này là nó không làm bằng cái mặt sơn đen mờ giống như là những con khác mà nó đã được làm chỉnh chu hơn bằng cái mặt phay xước chống bám vân tay và nó cũng tạo một cảm giác gọi là nó cao cấp hơn một chút xíu đó bắt quay kỹ để cho mọi người đánh giá về cái cái độ hoàn hảo, độ hoàn thiện ở trên cái gương mặt ha Đó, thì mọi người có thể nhìn sơ qua là nó gần như là tuyệt đối Mình nhìn về những cái dòng âm ly karaoke thì mình sẽ không thấy nó có quá nhiều khác biệt với nhau Thì so với dòng 1421 hay là mã bách hay giới thiệu á Thì cái con chín hay là mã nó có một ký hiệu là 3S ở đây, 3S ở đây Thì 3S này nó là cái chức năng cho cái phần nhạc thì cái chức năng này nó có công dụng gần giống như là low net ở trên những cái âm ly nghe nhạc á thì nó giúp tăng cái độ ồn và cái độ rộng của cái giải tần số lên nhưng mà bách khuyên mọi người á là khi mình sử dụng trong những cái căn phòng mà nó có diện tích khoảng 30 mét vuông đổ lại thì mình không cần sử dụng cái chức năng này tại vì á nó hỗ trợ mình sử dụng trong những căn phòng lớn để mình mình tăng cái 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 khả năng khuếch đại gì của cái cái các cái giải tần số những cái giải âm sắc lên đại loại mình có thể nói đơn giản là mình nghe nó sẽ lực hơn á nhưng ở trong cái chức năng này thì nó không có giữ được cái cái độ tròn trịa và hoàn hảo trong cái giải âm sắc từ đó nó sẽ khiến cho cái âm thanh nó hơi bị méo méo và nó không có còn được trung thực tuyệt đối nữa thành ra là ở trong những căn phòng vừa phải khoảng 30 mươi mét vuông đổ lại thì chúng ta hạn chế không có nên sử dụng cái chức năng này ha nên nó không có giữ được cái cái vẻ tinh túy cho cái chất âm nữa về cái phần hiệu chỉnh thì mọi người có thể quan sát là nó không hề khác gì so với con Boston mố hay là mã mà Bách giới thiệu rồi ha mọi người Thì nó làm chung một cái thiết kế để mình có thể dễ dàng thích ứng và dễ dàng sử dụng hơn Thì chúng ta sẽ có hai cái lỗ cắm mic nè và mỗi cái lỗ cắm mic nó sẽ có một cái dãy nút vặn để hiệu chỉnh tần số Đầu tiên là âm lượng nè Ba lăng là cân bằng trái phải, Eco ha mọi người. Thế Eco này là cái chức năng mà à, quan trọng nhất trên một cái âm ly karaoke ấy, thì bác mình có nhắc tới nhiều lần rồi. Thì nó tạo cái tiếng vang cho cái lời hát của mình để giúp cho cái tiếng hát và cái lời nhạc nó quyện vào nhau tạo cho mình một cái sự chân thực, không có cảm giác là bị rời rạc giữa lời nhạc và lời ha. Đó, thì chức năng Eco này có công dụng là như vậy. Mọi người lưu ý thêm một chút xíu là khi chúng ta sử dụng á thì uh, ví dụ như là phòng của mình uh, không có triệt tiêu âm thanh tốt hoặc là mình ngồi trong phạm vi quá gần rồi uh, mic của mình không tốt loa của mình không tốt không cắt cái tầng tốt thì nó sẽ dễ bị hú thì từ cái chỗ mà nó bị hú á nó tạo cho mình một cảm giác rất là khó chịu thì ở trên âm ly mình có thể giải quyết được vấn đề đó ha những con âm ly này nó chống hú rất là tốt nhưng nó không luôn nó luôn luôn không bao giờ là tuyệt đối cả vẫn xảy ra cái tình trạng hú thì khi mà nó bị hú á, có hiện tượng đó thì mọi người giảm eco là một xíu nè và giảm cái tiếng chép của cái tiếng hát của mình là một chút xíu thì từ đó là các cái giải tần số nó sẽ bị trắng cái trường hợp bị lặp đi lặp lại và nó sẽ không bị hú nữa đó mọi người lưu ý chỗ này ha cái phần hiệu chỉnh uh, eco tổng cho toàn bộ cái âm ly là cái hàng này và mọi người lưu ý một chút xíu là cái hàng này nó tương đối là khó nhận biết khi mà mình chỉnh nó không có quá nhiều khác biệt nhưng khi mình chỉnh mà mình không uh, không cảm nhận tốt á thì nó sẽ bị méo 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 cái tiếng đi và mình nghe cái cảm giác như là cái tiếng hát của mình nó kỳ kỳ, nó hơi bị kỳ cục. Thành ra là mọi người nếu như mà không cần quá uh, cao siêu và không có thích à uh, uh, cân chỉnh nhiều á thì mình cứ để cái hàng này nó ở vị trí trung tâm hết vậy ha. Mình chỉ cần chỉnh cái eco ở đây là được rồi, không có cần phải chỉnh cái hàng này. Và khi mà lựa chọn mua một con ly karaoke thì mọi người lưu ý là tất cả các bốn cái vĩ mạch này nó là bốn vị khác nhau thành ra là mọi người nên quan tâm nhất tới cái vĩ mạch eco này tại vì đây là cái bộ phận chứa những cái tinh túy trong một cái con ly karaoke ha mọi người tí xíu bác sẽ quay cho mọi người xem về cái chỗ đó nhưng mà nó hơi khuất thì mình chỉ coi sơ thôi phía dưới thì ngoài cái chức năng 3S ra thì cái hàng hiệu chỉnh này nó cũng không khác gì những con ly khác ha để phần chỉnh cho phần nhạc rồi ở đây là phần chỉnh giải tần số tổng thể cho toàn bộ âm ly và cũng có bốn cái đèn tín hiệu luôn thì tổng thể là nó không có gì khác biệt ngoài chức năng 3S ha mọi người. Rồi, giờ Bách sẽ quay luôn cái phần nội thất phía bên trong trước khi mà Bách quay cái phần ở phía sau lưng cho mọi người xem. Sau lưng nó đẹp lắm, y chang máy mới vậy. Rồi, tổng thể thì đây là một con máy có thể đánh giá nó không có còn mới tinh giống như là những con 1100 hay là mã thì bác giới thiệu. Tại vì con này sản xuất đời năm 2000 lẻ năm thì cách đây là đúng 15 năm rồi thì thật sự mà nói một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong 15 năm thì nó còn bắt đầu phát triển rồi nó cũng bắt đầu có những cái yếu tố lão hóa rồi chứ đừng nói gì là phát triển nha thành ra là mọi người không nên cứng nhắc quá về vấn đề này 15 năm và nó giữ được một cái vẻ hoàn hoàn thiện như thế này thì rất là ok rồi chứ không thể nào nói nó mới tin nó không thể mới được về cái tổng thể mọi người có thể nhìn thấy là về kết cấu này tân phô tụ rồi tất cả các cái bo mạch nó cũng đều được thiết kế giống y chang nhau không khác về bất kỳ những cái dòng âm ly khác giống như là uh, con ngàn mốt hay là mã bách giới thiệu ha nhưng mà cái tinh tí phía bên trong này thì nó đã làm thay đổi rồi mọi người có thể để ý đơn giản một chút xíu là cái con một ngàn mốt hay là mã chỗ này nó có một cái bo mạch dựng đứng nhỏ thôi nhưng mà bự hơn cái bo này và luôn luôn con nào cũng có còn cái dòng này thì nó lượt bỏ đi được cái đó rồi thêm về cái phần uh, transistor khuếch đại công suất thì cái nó cũng đã làm khác rồi chứ không có dòng nào giống dòng nào hết ha mọi người Đấy. Rồi tổng thể thì uh, mọi người có thể đánh giá sơ bộ là những cái con máy xịn thì luôn luôn dây cổ thì cũng y như nhau thôi nhưng mà nó làm rất là gọn gàng và bày bố rất là ok không có trường rà tất cả các cái màu sắc trên những cái bo mạch nó đều rất là đều màu với nhau ha mọi người không có dấu hiệu bị chỏi màu hay là bị uh, À, xào chẻ gì cả thì lúc nãy bách nói về cái bo mạch eco á, thì cái bo đó là cái bo thứ ba từ trên xuống ha mọi người phía bên trong này nó sẽ có một con ic khiển toàn bộ cho cái phần eco trong cái này và đó là cái gần như là cái trái tim của một con ly karaoke mọi người khi mua thì lưu ý cái phần đó một chút xíu nó khuất lắm thành ra là bách muốn quay cho mọi người xem thì cũng không có quay được ha cái này thì mọi người thông cảm nhưng mà bách chỉ đúng cái điểm quan trọng để khi mọi người đi mua á, thì mọi người lưu ý chỗ đó một chút rồi bây giờ bác sẽ quay luôn cái phần sau lưng để mọi người xem về cái cái cái, cái ngoại thất cho nó hết luôn ha. Rồi bác sẽ chia sẻ sơ một xíu về cái khả năng và cái cái chất âm trong cái con âm ly này nó khác gì với con 1001 hay là mã. Và đây là cái phần lưng của con âm ly hay là mã ha mọi người. Đấy. Có thể nói là cái con này tuy là cái ruột gan nó hơi bẩn bẩn nhưng mà về cái phần ngoại thất của nó gần như là tuyệt đối rất là ok, đẹp lắm. À, ở đây thì mình sẽ có một cái phần tem chữ giống như những con ly khác thôi ha. cái phần cọc cắm loa mọi người ở à, cọc dắt cắm dây tín hiệu mọi người cũng có thể nhìn và đánh giá là nó còn rất là vàng. cái lớp mạ vàng ở trên này nó chưa có bị phai màu nhiều và nó cũng không có dấu hiệu tan xét thì rất là ok về mặt hình thức ha. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có hai cái cổng A và B, có nghĩa là hai cổng input cho tín hiệu vào âm ly á, một cổng line out thì cái cổng này là cái cổng mọi người nếu như mà dùng súp điện thì cứ cắm trực tiếp từ cái cổng này cho vào súp luôn, không có cần phải lăn tan gì thêm ha. Đó. Cái cọc cắm loa thì mọi người lưu ý một chút xíu là cái dòng 3 số 9 này sử dụng cái cọc cắm này. Dòng mốt hay la mã thì nó sử dụng hai loại cọc, một là loại này ha, y chang như vậy và một là loại này nè, đó, mọi người thấy nó có một cái chút xíu khác biệt ha Và riêng cái dòng 1 la mã thì hai đời nó sẽ, nó sản xuất thì nó làm hai loại khác nhau Chứ không phải là máy xịn hay máy đẻo gì cả Tất cả đều là máy xịn, mọi người lưu ý chỗ đó ha Cái này thì mình không đánh giá là máy xịn hay máy đẻo qua cái uh, qua cái uh, kết cấu này được à, Đây là cộng dây nguồn Thì uh, cộng dây nguồn này nó được sản xuất bởi Hyundai ha mọi người Đây nè, nó có một chữ Hyundai nhưng mà chữ ở trên dây điện thì... Đó, rồi, ok. Và nó có thêm một vài cái thông số nữa. Ví dụ như là thông số dòng điện hay là tiết diện của dây á và có một vài anh sử dụng âm ly karaoke thì đánh giá là những cái con âm ly karaoke nó có cái dây nguồn mà màu xám như thế này nè thì nó là đời trước và nó có chất lượng tốt hơn thì thực sự là cái đó nó không phải mọi người lưu ý ha và tinh tế một chút xíu cái đó nó chỉ là một cái sự khác biệt giữa những cái năm sản xuất thôi chứ còn cái màu dây nó không có phải là cái vấn đề chúng ta sẽ có thêm một cái phần tem ở đây ha mọi người À, riêng cái dòng 3 số 9 hai la mã này thì nó có in thêm một cái ở đây có nghĩa là cái đẹp thì cái năm sản xuất á, thì con này được sản xuất vào năm 2005 và cũng được sản xuất tại Hàn Quốc luôn cái công suất cái dòng điện của nó là 220v và công suất tiêu thụ tối đa là 480w chỗ này nó có một chút xíu khác bài sẵn ở đây thì bắt đánh giá luôn về cái chất lượng âm thanh cho mọi người tham khảo cái công suất tối đa ra loa của nó là 480w à, một kênh 80 quán một kênh nhưng À, uh, à thì uh, so sánh luôn thì nó nhỏ hơn là con 1 hai la mã tại vì 1 hai la mã nó tới 120 quá một kênh ha mọi người nhưng có một cái điểm lạ là cái con 3 số 9 hai la mã này nó công suất ra loa thì nhỏ nhưng ở cái mức độ mà mình sử dụng mà khi mà nói về cho nó dễ hiểu là là mình vặn cái âm lượng á thì cái con kia vặn lên tới khoảng 9 giờ mình mới bắt đầu nghe nó ồn thì cái con này á mình mở khoảng uh, mình mở khoảng 8 giờ thôi là mình thấy là bắt đầu cái công suất đó đủ xài rồi ha đủ để mình nghe rồi đó đó nó cái này mình chơi đồ âm thanh thì mình hay gọi là con này nó lực nó lực hơn nhiều nó lực hơn rất là nhiều không phải là bởi ảnh hưởng bởi cái công suất ra loa này đâu mà người lưu ý ha cái công suất ra loa chỗ này nó nhỏ hơn cái con một ngày hay là mã tới 40 w một kênh á nhưng mà nó 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 hay lắm Đặc biệt là khi mà mình dễ cảm nhận nhất là mình chỉ cần nhích nhẹ cái âm, cái volume lên một chút xíu là cái âm lượng nó tăng lên và mình nghe rất rõ rệt luôn, không giống như là con ngàn mốt hay la mã ha. Đó. Rồi phải đóng đánh giá tổng thể về cái chất âm mà khi mình nghe nhạc và mình hát karaoke bởi cái dòng 3 số 9 hay la mã này thì nó có một cái sự dày dặn và nó uy lực hơn rất nhiều so với cái con 1001 hay là mã thật ra nó rất nhiều là nó hơi thái quá nhưng nó khác biệt rất dễ nhận biết và nó có thể là một người mình nghe nhạc cho vui thôi mình cũng có thể đánh giá được cái sự khác biệt của nó không có cần phải một người nghe nhạc chuyên sâu hay là tìm hiểu nhiều thì mới phân biệt được sự khác nhau giữa cái chất âm hai con âm ly này ha thì đó bởi vậy là cái dòng này nó hay hơn và nó có một cái 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 có một cái chất âm cho người trải nghiệm uh, cái sự thích thú hơn rất là nhiều so với cái con 1125 mã bởi vậy nó cũng có một cái mức giá bán nó hơi cao hơn một xíu thì nó là cao thôi nó cũng ngang ngửa với con hai là ba ba la mã của Jawa thì con này bách đang bán với giá là 6 triệu ba trăm ngàn ha mọi người thật ra con hai là ba ba la mã của Jawa cũng 6 triệu ba trăm sáu triệu ba trăm ngàn luôn hai cái con này giá y như nhau nhưng bách nói thật sự con này hát cảm giác nó lực lắm tiếng nó rất là chắc tiếng nó chắc tiếng cực kỳ chứ không có hời hợt giống như là con hai là ba ba la mã ha thì cái này khi mà mình khi mà anh nào có chơi đồ âm thanh karaoke ấy, thì mình mua mình cân nhắc tại vì bách bán cái con nào cũng vậy ấy, bách cũng có một mức độ lời như nhau con nào bách lấy về bách cũng lời như nhau nhưng mà mọi người tin ý một chút xíu thì sẽ thấy có những con bách đánh giá nó tốt hơn những con khác đó thì cái này là đánh giá khách quan thôi ha mọi người chứ không có phải là tại vì mọi người cứ nghĩ đơn giản bách cũng không cần phải đánh giá rườm rà hay là bóp méo cái sự thật đi chi tại vì bách bán con nào bách cũng lời như nhau hết trơn á chứ đâu phải bán con này bách mới lời còn con kia bách bán bách không lời đâu không phải thành ra là mọi người cân nhắc chỗ này ha đó thật sự là bách cảm giác rất ưng ý so với cái dòng ba số chín ha la mã này rồi thì cái con ly này một cái con ly uh, xịn nguyên zin và có mũ hình thức rất là ok bách đang bán với giá là 6 triệu 000 trăm bằng với giá của con hai là ba ba la mã zawa ha đó thì anh nào có thêm bất kỳ thắc mắc gì cứ liên hệ trực tiếp với bách qua hai số điện thoại đó là 0932 005 022 hoặc là 0986 68 39 81 địa chỉ của bách hiện tại là 412 34 4 đường Nguyễn Văn Quá phường Đông Hưng Thuận quận 12 nếu như anh nào thuận tiện thì cứ liên hệ trực tiếp với bách trước tới xe máy và kiểm tra xem về cái độ liên lạc hình thức của nó rồi mình sẵn mình hát thử luôn trải nghiệm về cái chất âm của nó luôn rồi mình quyết định mua ha đó rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau ạ